Hello mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series hướng dẫn newbie. Và lần đầu tiên, mình muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng mình trong tập đầu tiên của series hướng dẫn tân thủ. Để giúp mọi người có thể hiểu thêm hơn về game, cũng như mới đây thì bên server JP đã có một bản update làm thay đổi một số tính năng khi chiến đấu. Thì hôm nay, chúng mình sẽ mang đến phần tiếp theo của hướng dẫn tân thủ. Giờ thì vào video thôi. Nội dung đầu tiên mà chúng mình muốn nhắc đến đấy chính là hệ thống thẻ. Thì đây là lần thứ hai mà chúng mình đề cập đến hệ thống thẻ rồi. Nhưng mà từ sau bản update mới đây của server JP thì nó đã làm thay đổi khá là nhiều khi mà chúng ta pick thẻ. Vì vậy thì chúng mình muốn bổ sung thêm ở thẻ Quick. Thì đầu tiên là ở Quick Chain Renewal, tất cả các thẻ trong chuỗi đều sẽ được tăng khả năng tạo sao. Và tất cả các thẻ trong chuỗi đều được tăng 20% tỷ lệ chí mạng. Tức là khi bạn pick thẻ Quick ở slot đầu tiên và những thẻ sau thì cũng sẽ được cộng thêm 20%. Bạn có thể theo dõi hình trên video để có thể hình dung rõ hơn. Và Quick Chain sẽ cho thêm 20 sao, tăng thêm 10 sao so với bản cũ. Thứ hai là Mighty Chain. Nó đơn giản là chuỗi 3 thẻ Quick, Arts và Buster thì sẽ nhận được hiệu ứng của 3 thẻ Quick, Arts và Buster là tăng tấn công, tăng khả năng sạc MP và tăng khả năng tạo sao, và cộng thêm 20% tỷ lệ chí mạng cho mỗi thẻ. Cuối cùng là Mighty Brave Chain. Nó đơn giản hơn là chuỗi 3 thẻ Quick, Arts và Buster trong cùng một servant thì sẽ nhận được hiệu ứng của 3 thẻ Quick, Arts và Buster là tăng tấn công, tăng khả năng sạc NV và tăng khả năng tạo sao. Tính luôn cả thẻ Extra, nhưng mà đương nhiên thì thẻ Extra sẽ không nhận được 20% chí mạng, còn lại thì bình thường. Đó là những thay đổi mới về thẻ Quick. Thế còn hệ thống Battle thì sao? Thì trong khi chiến đấu, bạn sẽ cần lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất là phần chọn thẻ để tấn công. Cái này thì khi mới chơi game đã có hướng dẫn nên chúng mình sẽ không đề cập lại nữa nha. Nhưng mà thứ hai là hệ thống skill của nhân vật, thì đây là yếu tố khiến cho bạn có thể buff chỉ số tấn công, hiệu quả của thẻ, phòng thủ hoặc là gây debuff cho đối phương, vân vân và mây mây rất là nhiều. Thì mỗi servant sẽ sở hữu cho mình một bộ skill khác nhau, trừ 2 mecha Elie với hội Valkyrie Summer, nên là bạn nên cân nhắc trong lựa chọn để phù hợp mục đích của đội hình. Thứ ba là bạn có thể đổi mục tiêu để tấn công trước bằng cách click vào mục tiêu bạn cần tấn công ở phía trên thông số của mục tiêu, hoặc là click vào chính mục tiêu đó. Và thứ tư, skill của Mystic Coats hay các Master Việt gọi về cái tên thân thương là áo ấy, thì cũng có gồm 3 skill ở thời điểm hiện tại, và tùy thuộc vào loại áo mà các Master có những bộ skill khác nhau. Bạn có thể lấy chúng trong shop mana vàng, Cordia Gate, Event và Story. Và cuối cùng là Command Spell hay còn gọi là lệnh. Thì sau khi được sử dụng, chúng sẽ tự hồi lại một lệnh cố định vào lúc 22 giờ ở bên JP và đối với NA là 7 giờ. Mỗi Master đều sẽ sở hữu 3 lệnh, có thể dùng để sạc 100% thanh NP, hồi phun máu tối đa của một servant. Và đặc biệt là khi đội hình của bạn tử trận hết, bạn có thể dùng tất cả 3 lệnh để có thể hồi sinh toàn bộ những servant trong đội hình, sạc 100% thanh NP và hồi toàn bộ tất cả các skill của toàn bộ servant. Khi hết lệnh thì bạn cũng có thể dùng quạc để hồi sinh, nhưng mình khuyên là không nên. Đương nhiên thì bạn giàu thì thôi, vì người ta nói rồi, đừng bao giờ dạy người giàu tiêu tiền mà, phải không? Tiếp theo là tăng chỉ số cho servant thì team địch cũng sẽ mạnh lên qua từng ải mà. Vậy nên việc nâng chỉ số cho các servant là rất quan trọng. Đầu tiên là tăng level, thứ ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ số như là tấn công và máu của servant và là điều kiện để bạn có thể mở khóa các ascension. Để có thể tìm được những thẻ kinh nghiệm tăng level, các bạn có thể đi free quest trong Cordia Gate hoặc là những event của game, thậm chí là quay friend point cũng có. Thì hiện tại ở JP cũng đã cho thêm thẻ kinh nghiệm vào mỗi main quest rồi, vậy nên bạn không cần lo về chuyện đó. Thứ hai là nâng phu sẽ giúp các bạn tăng chỉ số tấn công và máu cơ bản của mỗi servant. Và ở thời điểm hiện tại thì mỗi servant sẽ có tối đa là 2.000 điểm phu máu và tấn công. Nhưng lưu ý là ở trong game, chúng mình sẽ có 3 loại phu là đồng, bạc và vàng. Thì phu đồng và phu bạc thì chỉ nâng tối đa được lên 1.000 phu mà thôi. Để lên được 2.000 thì chúng ta cần phải sử dụng đến phu vàng. Mà để tìm được phu đồng và bạc thì mọi người có thể quay friend point. Phu bạc vẫn có thể lấy qua roll friend point nhé, chỉ để tỷ lệ không cao lắm thôi. Còn bạc và vàng thì các bạn có thể lấy thông qua event hoặc mua trong shop mana xanh đối với phu bạc và shop mana vàng đối với phu vàng. Thứ ba là nâng cấp skill. Thì để nâng cấp skill cho servant, chúng ta cần những nguyên liệu nhất định tùy vào các sơ đó. Thứ tư là nâng ascension, giúp bạn tăng giới hạn level cũng như là mở khóa các skill tiếp theo. Thì cũng giống như skill, khi nâng ascension thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào sơ mà yêu cầu nguyên liệu nhất định. Thứ năm là nâng append skill. Và để mở khóa, chúng ta cần servant coin. Để nhận được coin, chúng ta có thể kể bond cho servant và quay ra những servant bản sao. Và đối với những server welfare thì là thông qua đầu event shop. Giải thích một chút về những thứ cơ bản của append skill thì mình sẽ chia làm hai mục. Đầu tiên là append skill 1 và 2 thì nó sẽ luôn là hai skill cơ bản. Gồm skill thứ nhất là Extra Attack Finesse Improvement,
là tăng hiệu quả đòn đánh thẻ extra từ 30 đến 50% theo từng cấp độ. Tăng hiệu quả thẻ extra sẽ gồm tăng sát thương thẻ, tăng khả năng sạc MP và tăng khả năng tạo sao cho thẻ extra. Và skill thứ hai là mana loading, sạc sẵn MP từ 10 đến 20% theo từng cấp độ. Đây là hai skill luôn có ở mọi servant. Tiếp theo là append skill 3 mà tùy vào mỗi servant sẽ có những skill khác nhau. Thứ nhất là attack damage aptitude, tăng tấn công cho servant đối với một class nào đó. Và thứ hai là critical attack chance resistance, áp dụng cho class berserker là tăng kháng sát thương chí mạng đối với một class nào đó. Thứ sáu, sử dụng CE và nâng CE. Thì cách trang bị CE như thế nào chúng mình sẽ không đề cập đến vì trong game đã có hướng dẫn cụ thể rồi. Thì ở đây mình chỉ đề cập đến việc nâng CE như thế nào cho ra hiệu quả và tối ưu tài nguyên nhất. Đa số những bạn mới chơi đều sẽ không biết đến khái niệm là CE bomb. Vì vậy, đã tốn khá nhiều QP cho mỗi lần up level cho CE mà cũng chẳng được bao nhiêu level cả. Đặc biệt là với những CE đã max level break, thì việc sử dụng CE bomb sẽ giúp các bạn vừa giảm lượng QP một cách tối thiểu, cũng như tối ưu được lượng kinh nghiệm của CE. Để làm CE bomb rất đơn giản thôi. Bạn hãy dùng toàn bộ những CE 1 sao, 2 sao mà bạn có và đổ hết vào những CE 1 sao, 2 sao khác. Nhưng mình biết chắc rằng sẽ có bạn lại thắc mắc là nếu làm vậy thì khác gì nhau? Nhưng nó hoàn toàn khác đó. Max level của một CE 5 sao khi max level break là 100, còn CE 4 sao là 80. Như vậy, rất cần nhiều CE mà bạn không dùng tới để nâng. Trong khi đó, đối với những CE 1 sao, 2 sao thì max level khi đạt max level break là thấp. Vì thế, lượng tài nguyên ăn cũng không nhiều. Và khi các bạn dùng những CE 1, 2 sao max level break và max level đó nâng CE 5 sao đã max level của bạn, thì lượng QP của bạn tốn ít hơn rất là nhiều. Và đó là toàn bộ những gì chúng mình muốn đề cập trong video lần này. Có một phần nữa là command code thì chúng mình sẽ để ở video khác nhé. Nếu bạn thích video cờ thoại 2K thì có thể để lại cho chúng mình một like, một share, nhớ bấm nút subscribe, bật chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất từ những buổi livestream trên kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mình là Leo. Xin chào và hẹn gặp lại nhé!